Bà là một người dọn dẹp bình thường, nhưng thứ mà mỗi ngày bà phải dọn dẹp đều là đô la Mỹ. Đây là cục dự trữ liên bang, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều tiền giấy cũ phải tiêu hủy ở đây. Nhìn đống tiền giấy bị máy nghiền thành bột, Brexit có chút đau lòng, vì vậy muốn lấy đi 2-3 tỷ về nhà nghỉ hưu. Nhưng ngân hàng có đầy camera, đến ngay cả nhà vệ sinh cũng phải ghi chép lại. Chưa kể mỗi người đều sẽ có một phạm vi hoạt động nhất định. Bà chỉ là một người dọn dẹp căn bản không sờ vào được đến tiền. Nhưng Brexit không bỏ cuộc. Mỗi khi tôi đến phòng bảo vệ để làm việc, bà cũng sẽ nhìn trộm một chút màn hình điều khiển. Cuối cùng cũng thật sự tìm thấy một điểm mù giám sát. Brexit vạch ra một kế hoạch giám sát, nhưng bây giờ bà cần có hai người giúp đỡ. Một người chịu trách nhiệm vận chuyển xe chở tiền, Jackie đẩy xe tiền đến phòng tiêu hủy. Người còn lại ở trong phòng tiêu hủy, Nina đập nát tiền giấy. Nina vốn không muốn đồng ý. Brexit đặt hướng dẫn tuyển sinh của trường quý tộc vào trong tủ đồ của cô. Hóa ra Nina là một bà mẹ đơn thân, vì để con mình có được một nền giáo dục tốt hơn, cô quyết định hợp tác cùng Brexit. Jackie cũng vì nhiều năm hút kẹo nên rất thiếu tiền, nhanh chóng kết hợp hai người lại. Khi Brexit đang dọn dẹp, đem khóa mình mua bí mật trao đổi ở ổ khóa xe chở tiền. Sau đó xem số hiệu của xe, nói lại với Jackie. Jackie tính chuẩn thời gian, ngay khi xe chở tiền xuất hiện, ngoài mặt thì cô đang nhảy múa, nhưng ra là lén lút mở khóa ra, lấy đi số lượng lớn tiền giấy, ném vào thùng rác. An ninh nhìn thấy Jackie mải mê nhảy múa, cũng không nghi ngờ gì, bởi vì bình thường cô ấy vẫn luôn như vậy. Bên này Jackie đi thang máy lên tầng, Brexit tận dụng cơ hội lấy túi có đầy tiền mặt vứt vào thùng rác rồi rời đi. Nina cũng ở trong nhà vệ sinh, tìm thấy ổ khóa số ban đầu Brexit để lại. Sau đó dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước, mở ra ổ khóa kia cho vào túi, cuối cùng đặt lại ổ khóa ban đầu, đổi sang xe chở tiền, một loạt động tác thần không biết quỷ không hay. Trong thời gian chưa đầy một năm, họ đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên, nhất định sẽ có phát sinh xảy ra. Giám đốc an ninh dường như đã bắt đầu chú ý đến họ. Ba người phụ nữ đem toàn bộ tiền mặt giấu trong quần áo, họ muốn đem số tiền này ra khỏi ngân hàng. Nhưng khi vượt qua kiểm tra của bảo an, Jackie không cẩn thận để lộ ra một tờ tiền. Mặc dù hai đồng đội liên tục nhắc nhở, nhưng cô ấy vẫn đắm chìm trong niềm vui khi trộm được tiền. Giám đốc an ninh dường như đã phát hiện ra gì đó, chỉ thấy anh ra vội vàng chạy đến khu kiểm tra an ninh. Lúc này Jackie mới nhận thức được cô đã bị lộ rồi. Kết quả giám đốc an ninh lại nhặt thẻ công việc trên mặt đất, hóa ra là Brexit không cẩn thận làm rơi mất phù hiệu. Sau khi về nhà họ vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng tìm thấy mật mã của sự giàu có rồi. Nhưng chồng của Brexit đột nhiên đi vào. Sau đó Brexit thành công thuyết phục thành công nhảy vào hố lửa. Nina sử dụng số tiền mặt đưa con cô ấy gửi đến trường quý tộc. Jackie cũng không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Thậm chí còn giúp bạn trai mua một chiếc mô tô đời mới. Nhưng hôm nay Nina không cẩn thận để chìa khóa rơi xuống ống thoát nước. Không có chìa khóa cô ấy không thể mở xe chở tiền. Chuyện họ trộm tiền ngân hàng sẽ bị lộ ngay lập tức. Bây giờ chỉ có một chiếc chìa khóa trong tay Jackie. Vì sợ ngân hàng phát hiện ra mối quan hệ của ba người, nên bọn họ đều không có số điện thoại của đối phương. Brexit chỉ đành gọi cho chồng, bảo chồng mau chóng đi tìm bạn trai của Jackie. Jackie sau khi nhận được tin nhắn, lập tức giấu chìa khóa trong kẹo cao su, tìm cớ phát sinh tranh chấp với đồng nghiệp, nhân cơ hội dính kẹo lên tường thang máy. Sau đó Brexit giả vờ dọn dẹp lấy đi chìa khóa. Sau khi Nina nhận được chìa khóa, cuối cùng cũng mở được xe chở tiền. Brexit vốn tưởng rằng khủng hoảng đã được giải quyết, nhưng Barry phát hiện Nina mở được khóa mà lại không cần dùng đến chìa khóa của ngân hàng. Sau đó Barry đi tìm Nina, nói bọn họ chuẩn bị vào tù bóc lịch đi. Brexit khuyên Nina nên sử dụng một thủ thuật, bởi vì mọi người đều biết Barry thích cô, nhưng không ngờ Barry lại rất khác thường, kiên quyết muốn báo cáo bọn họ. Thời khắc nguy hiểm, Brexit chỉ đành đích thân xuất trận. Trải qua một hồi tẩy não, cuối cùng cũng kéo được Barry ngồi chung thuyền. Có thêm an ninh gia nhập hội, hành động của mấy người như cá gặp nước, không ngừng ăn cắp tiền cũ từ cục dự trữ. Jackie đổi lại một ngôi nhà xe cao cấp khác, mỗi ngày đều chơi hút kẹo, chơi xếp hình với bạn trai. Brexit cũng tiêu rất nhiều tiền mua một ngôi nhà, nhưng vì họ tiêu xài hoang phí liền bị điều tra viên của ngân hàng nhắm tới. Jackie nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, vì vậy đề nghị với mọi người tiêu hủy số tiền kia ngay lập tức. Nhưng tiền của bọn họ thực sự quá nhiều, chỉ đành ném vào bồn cầu, ném vào lửa tiêu hủy. Nhẫn tâm nhất là cô gái này, chỉ thấy cô ấy đặt một công tắc gắn với một con khủng long, sau đó cắm dây châm một mồi lửa, ném vào pin, cuối cùng đóng cửa lại, kéo sợi dây mảnh kia, kéo đồ chơi khủng long động đậy, một đám mây vật chất dễ cháy lao về phía nguồn lửa. Xe tải chất đầy tiền biến thành cho ngay lập tức. Hai người muốn lái xe rời đi, nhưng sau đó cảnh sát cử trực thăng đến, mà Nina đang đốt tiền cũng bị công an bắt ngay tại trận. Bọn họ đánh cắp hàng triệu đô la từ cục dự trữ, kết quả bị bắt ngay tại trận. Nhưng chỉ có Brexit bỏ lại chồng nhanh chóng chạy trốn. Nhưng bà không phải là ôm tiền chạy trốn, Brexit mang một bao đầy tiền tìm đến luật sư giỏi nhất cả nước. Luật sư không muốn giúp đỡ, nhưng Brexit cho ông quá nhiều tiền, vì tiền mà Brexit trộm đều là tiền bị tiêu hủy. Hóa đơn cũng đều đã bị hủy, ngân hàng cũng không đưa ra được bằng chứng là họ đã ăn cắp tiền. Giám đốc an ninh càng không thể thừa nhận hệ thống an ninh ngân hàng có sự sai sót.
cuối cùng ngân hàng chỉ đành rút kiện. Mọi người đều nghĩ rằng cuộc nguy hiểm đã kết thúc, nhưng luật sư lại đưa đến một tin xấu vì họ có một số lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc cũng không có đóng thuế. Bây giờ bọn họ bắt buộc phải giao nộp hết số tiền đó, nhưng ra có ăn trộm tiền hay không cả hai bên đều biết, chỉ là không nguyện ý nói ra. Vì vậy Brexit quyết định đem toàn bộ tiền giao lên kho bạc. Mặc dù thân phận của họ thành công rửa sạch tội nhưng cuối cùng cũng tay trắng ra về. Nhưng 3 tháng sau Brexit đột nhiên hẹn Jacky và Nina gặp nhau. Hóa ra Brexit vẫn còn giữ lại một ít xếp dưới tầng hầm, một căn phòng đầy tiền mặt. Brexit quyết định sử dụng số tiền này giúp bọn họ chuyển ngành, cùng nhau đi.